mà lấy. Chú đưa thì tiền thì cháu mua, thấy chưa? Tưởng mà lừa được qua nhà khác đó. Hai chín ba mươi ba mốt ba hai ba ba cái rồi à? Có ngủ được quá giờ chưa là ngủ răng chứ, trừ trường hợp mình đau đau hay mệt trong người nằm thì ngủ thiếp đi được tí. Trưa nay ăn có nửa bát con cơm. Sẽ buồn. Tí nữa về mày hỏi quê là trưa nay được nhiều tiền không? Lại có tiền tiêu rồi. Từ đây đến cuối tháng mà không mua xe cho mình lấy lương nữa là mình dồn lại khoảng 10 triệu là mình sẽ mua cái xe cấu mình đi. AB đi nặng lắm. AB bốn mấy triệu đi nặng lắm. Nặng lắm, nặng cả tiền này. Đang tính mua cái khoảng 10 triệu. Đi mua bây giờ của các bạn ấy, tất nhiên là các bạn ấy phải tiết tiền rồi. Mua xe tay ga được 40 mấy triệu bạc. Cải biết bao nhiêu năm biết có rồn được 4 mấy triệu không? Tiếc là làm tháng 4 5 triệu thẳng nhưng mà phải ăn, phải uống, phải thế này thế khác. Làm chi có chuyện dư giả. Để được 40 triệu bạc rồn biết bao nhiêu năm. Ông có mua ấu lên quay về có dám nuôi không? Cái gì? Không biết thì đừng người ta ra đó mua lại còn giả vờ đi ra cơ bán ông cũng tít tiền đấy ông. Qua lão biết ông sẽ hối vợ ông ấy. Chứ đã đi mua rồi thì người ta đợt. Đợt chứ, nói chung hồi tiếc thật đấy chứ. Tại vì ông cứ suy nghĩ coi, mua cái xe số hết có hơn 20, mua cái xe tay ga thêm mười mấy triệu nữa, tất nhiên các bạn nó phải sốt rồi. Chả có ngại chi mà không. Tội gì mà có người mua chua mà đi, tội gì mà phải dại chứ nhỉ. Nhưng mà tôi, ông đi đâu nó thích mua Vision, còn tôi chỉ thích mua Lick. Một cái lít hắn là đi hắn bền hơn mà đi hắn đầm xe hơn. Xe Vision nhanh tàn á. Xe Vision hắn nhẹ. Nói chung là xe Vision hắn nhẹ, mình quay đầu xe các thứ thì nhẹ. Chứ lít tê đi nặng lắm. Hắn mỗi lần mình nớ lùi xe với nớ xe hắn nặng xe lắm. Nhưng mà để mà bền thì xe lít bền hơn Vision. Vision nhanh tàn lắm.